Thưa thính giả, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Thánh nữ Teresa Avila, vị thánh hay xuất thần, và sẽ qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Lời nói đầu, người Công giáo Việt Nam rất ái mộ thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Và cũng biết một cách chung chung rằng tên gọi Teresa của chị gắn liền với tên gọi Teresa của một vị thánh khác, là Thánh Teresa Cả hoặc Thánh Teresa Lập Dòng. Vâng, vị thánh trẻ 24 tuổi ấy không những là một người con trong gia đình Martin, mà còn là một người con của đại gia đình dòng Cát Minh về nguồn. Có bà mẹ đã sống trước đó hơn 300 năm, thánh nữ Teresa Giê-xu, còn quen gọi là Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh. Chính mẹ thánh Teresa Giê-xu đã được ơn khai sáng ra con đường mà sau này chị thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đã bước theo rồi được ơn phát huy thành con đường thơ ấu tâm linh. Để giúp bạn trẻ Việt Nam làm quen với thánh nữ Teresa Giê-xu, chúng tôi xin giới thiệu tác phẩm của cha Rene Fulop Miller, Chuyện những vị thánh làm lay chuyển thế giới. Cha Rene không cần chia câu chuyện thành chương mục, ngài viết liền một mạch từ đầu tới cuối. Đã vậy, bạn hãy cứ thử nghe. Cuộc đời và kinh nghiệm tâm linh của thánh nữ Teresa Giê-xu không những đầy hấp dẫn đối với người viết mà còn rất lôi cuốn đối với người nghe. Thánh nữ Teresa Avila, vị thánh hay xuất thần, và sẽ qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Cùng với thánh Teresa, trong hàng ngũ các thánh đã có thêm một phụ nữ thánh thiện đặc biệt, một sự thánh thiện như do Thiên Chúa tối cao bắt phải mang lấy. Chị thường có kinh nghiệm về Thiên Chúa trong những lúc xuất thần, ngây ngất, và bị kinh nghiệm ấy áp đảo một cách mãnh liệt khủng khiếp. Trong cuộc đời lạ lùng của chị, ta thấy những biến cố tự nhiên đang chéo nhau, làm thành một thế giới siêu nhiên, trật tự hạ giới và thượng giới gặp nhau. Những thị kiến nảy sinh từ những chi giác thông thường, tiếng nói của con người bị tiếng gọi của trời cao hút lấy, và cái thân xác nhân loại yếu ớt được dùng làm bể chứa muôn phúc lộc của Thiên Chúa trong những cơn xuất thần. Nơi Teresa, chúng ta như gặp thấy hai vương quốc cùng một lúc. Chị thoải mái ung dung khi ở dưới đất, cũng như lúc bay bổng lên trời, thường xuyên đi đi về về giữa không gian hạn hẹp của một tỉnh lẻ ở Tây Ban Nha và không gian vô cùng của thế giới vĩnh cửu. Đồng hồ tu viện điểm giờ, nhưng đối với Teresa, tiếng chuông đồng hồ ấy bỗng dưng im lặng. Thời gian như ngừng lại, chung quanh chị là cả một thế giới vô cùng vô tận. Bình thường, thế giới hàng ngày đều đặn của chị và sự yên nghỉ triền miên trong Chúa, chỉ phân cách nhau trong tích tắc, bằng một tia chớp. Sự tương phản giữa thế giới tự nhiên và siêu nhiên hiển hiện rất rõ nơi cuộc sống hai mặt của Teresa, và sự tương phản ấy càng nổi rõ hơn do hoàn cảnh lịch sử lúc chị sinh ra. Lúc ấy là lúc thế giới đang đặc biệt bị tục hóa. Thánh nữ Teresa Avila, vị thánh hay xuất thần, và sẽ qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Các lâu đài, thánh đường, tu viện và đan viện, các thành thị được xây dựng kiên cố, những cái đã từng bảo vệ cuộc sống êm đềm và hướng nội của thời Trung Cổ, nay vẫn còn đứng vững với thành lũy, với tháp canh và cung nội. Nhưng kỳ thực,
chúng chỉ đứng đó như những tượng đài tưởng niệm nhắc nhở về một quá khứ oanh liệt của chúng. Thế kỷ của Teresa không còn là thời kỳ chuyển tiếp giữa trung cổ và hiện đại, nhưng đó đã là giai đoạn đầu của thời hiện đại xét về mọi phương diện. Chỉ trong vài thập niên thôi, và Teresa sống trong chính những thập niên này, mà thế giới đã được mở rộng từ lục địa này sang lục địa khác do tinh thần hiếu động của thời ấy. Miền Bắc Mỹ vừa được khám phá, Cortez vừa chinh phục Mexico và đã đi xuyên qua eo biển Panama. Magellan đã đi vòng quanh cực nam của tân thế giới và đã tìm thấy phi luật tân. Thế giới bắt đầu trở nên tròn như một quả cầu, và vàng bạc châu báu do các nhà mạo hiểm mang về từ hải ngoại đã làm cho thế giới cũ thêm giàu có. Quyền lực trở thành lý tưởng của những ai có tinh thần thế tục, thích chinh phục. Đó là thời đại phát sinh những tư tưởng thống trị thế giới, tư tưởng đế quốc kiểu mới. Xu hướng tục hóa này cũng ảnh hưởng trên những nỗ lực sống trung đức lúc đó. Người ta không còn nhìn vào mình nữa, nhưng nhìn ra chung quanh, và những điều họ thấy nơi đây đã thu hút hết mọi chú ý của họ, cũng như đã thôi thúc họ truy tầm và khảo sát. Trái đất, với những gì có mặt ở đó, lúc này đã chiếm chỗ của trời cao. Những chân trời kiến thức mà xưa nay chẳng ai dám hoài mong nay đã được khám phá. Những kho tàng hiểu biết đã được gom lại cho tương lai. Thế kỷ 16 đã nhìn thế giới như một nơi cụ thể, toàn là những lãnh vực và địa hạt bị chinh phục. Các lục địa được khám phá, đại dương bị vượt qua và vàng bạc châu báu được gom về để tha hồ hưởng. Nhưng đó cũng là một thế giới của khoa học và hiểu biết. Sự thật của vạn vật đang được khai mở. Chính trong thời đại ấy, khi thế giới bên ngoài đã giành được những chiến thắng vẻ vang trên hết mọi lãnh vực như thế, Teresa Avila cũng thu được những thành công lẫy lừng trong thế giới nội tâm của mình. Một thế giới không có vị trí nhưng lại rộng rãi vô cùng, không vàng bạc và đất đai nhưng giàu có hơn nhiều, không đánh nam diệt bắc nhưng lại an toàn vô kể, không xác định được thời gian nhưng hết sức bền vững, không có hình thù cụ thể nhưng lại có thật hơn cả địa cầu mà loài người vừa mới chinh phục. Khi con tàu Victoria của Magellan, chiếc tàu đầu tiên đi vòng quanh thế giới, trở về tới hải cảng Tây Ban Nha sau vài năm viễn du, thì đó cũng là lúc một nữ tu chấm dứt chuyến du hành của thế giới linh hồn, bước ra khỏi căn phòng của mình, từ giã những phút xuất thần ngây ngất dài đến như vô tận, để nhập vào đám chị em đồng môn đang đi đi lại lại trong phòng khách của một tu viện ở Avila. Các nhà mạo hiểm đã thấy nào là Mỹ Châu, Ấn Độ, Java và Panama, còn chị đã thấy cõi vô biên, những chuyến tàu chở đầy vàng bạc từ những thế giới mới chinh phục trở về biển Guadalquivir, còn chị trở về trái đất với những thị kiến trên trời, mang theo đầy hoang lạc, nhiều tới độ không có khoang tàu nào có thể chứa nổi. Trước một thế giới được cai trị do quyền lực, chị giới thiệu thế giới nội tâm của chị, một thế giới được chinh phục không nhờ đến quyền lực và được cai trị bằng cách tự hạ bệ mình, hoàn toàn hạ bệ mình. Đó là nền móng xây dựng vương quốc Thiên Chúa nơi chị. Trước một thế giới ham mê tiêu khiển và nói cười thỏa thích, chị kể cho mọi người nghe một thế giới nơi đó. Chị nhờ chăm chú hoàn toàn, nhờ cầu nguyện linh thiêng và thầm lặng, con người đã được ban cho niềm hoan lạc cao đẹp ấy. Chân lý của chị là phản đề lại chân lý của khoa học. Đối với nhà khoa học, tri thức của giác quan là đường dẫn tới chân lý. Lý trí hay đo lường là thước đo, thí nghiệm là bằng chứng cho chân lý. Còn đối với Teresa, những thị kiến nằm ngoài tầm kiểm soát của giác quan mới là đường đưa tới sự thật.
cảm giác mênh mông không thể đo lường được mới là thức kiểm tra sự thật, và kinh nghiệm thần hiệp mới là nguồn cung cấp những bằng chứng cho sự thật. Thế giới của những dữ kiện và thế giới của những thị kiến đối chọi với nhau như hai địch thù. Copernicus đã thăm dò vũ trụ bằng những tính toán thiên văn của mình. Ông đã đi tới kết luận rằng mặt trời là trung tâm thế giới, trái đất đã bị giáng cấp, nó chỉ là một vệ tinh, không còn là trung tâm vạn vật nữa. Con người cũng không còn là chủ vũ trụ, mà chỉ là kẻ trông coi trái đất. Teresa thăm dò vũ trụ của linh hồn bằng những thị kiến xuất thần và cũng đi tới kết luận rằng trung tâm sâu xa nhất mà cả mặt trời lẫn trái đất đang xoay quanh, đang nằm sâu trong linh hồn con người. Nếu Copernicus khám phá ra mặt trời là trung tâm của vũ trụ, thì Teresa khám phá ra một khoa thiên văn của linh hồn, trong đó có Thiên Chúa là đấng sáng tạo và là mặt trời của mọi mặt trời, đang hiện diện trong linh hồn con người. Con người là đầu hết và là cuối hết của mọi sự. Kepler, một người đồng thời với Teresa, đã tìm ra định luật hấp dẫn vật thể, còn Teresa tìm ra định luật hấp dẫn linh hồn. Vesalius, nhà giải phẫu học trẻ tuổi ở Basel, đã mổ một thi thể con người và nghiên cứu các bộ phận trong đó. Còn Teresa, một nữ tu ở Avila, đã phơi trần linh hồn. Servet đã tìm ra sự lưu thông hạn hẹp của máu để nuôi dưỡng cơ thể. Còn Teresa tìm ra sự lưu thông rộng lớn hơn của ánh sáng thần linh để nuôi dưỡng linh hồn. Chiếc đồng hồ chính xác đầu tiên đã được chế tạo. Dòng thời gian bắt đầu được đo từng phút. Và lần đầu tiên các chuông nhà thờ được vang lên cứ 15 phút một lần. Thế nhưng Teresa vẫn kinh nghiệm thấy thời gian không thể phân chia được. Thời gian không thể qua đi, vì thước đo của thời gian là vĩnh cửu. Một thế kỷ say mê lý trí lạnh lùng như thế, đang bị thách thức bởi một nữ tu Tây Ban Nha đã vươn tới mức cao cả siêu phàm, là đã vào được những thị kiến vượt thời gian. Đang khi đó quyền lực rộng khắp của hội thánh đã bị lung lay mãnh liệt. Năm Teresa chào đời là năm Luther tuyên bố ly khai với hội thánh. Calvin biến Geneva thành một Roma thứ hai. Vua Henry thứ tám đã thành lập hội thánh riêng. Và nữ hoàng Mary của xứ Scotland đã khiêm tốn thần phục những mệnh lệnh của nhà lạc giáo John Knox. Những hình thức đạo đức cổ truyền đã mất đi nhiều sức mạnh do sự công kích dữ dội của khoa học và những thế lực tục hóa khác. Để bảo vệ đạo công giáo, các vua đã cầm khí giới, và các nhà giảng thuyết nổi tiếng đã ra sức củng cố đức tin bằng cách đưa ra những lời đe dọa về những hình phạt nặng nề ở bên kia thế giới. Các hồng y giám mục và các nhà thần học đã tập trung tại công đồng Trento để giải quyết công việc biên soạn một bộ tín lý mới của công giáo. Một đội quân có tổ chức gồm toàn những tinh binh của Thiên Chúa đã được Ignatio Loyola kéo vào trận chiến quyết định để chống lại các lực lượng của phe cải cách. Các vị tiến sĩ của Hội Thánh đã trưng dẫn hàng loạt các tác giả có thế giá, hoặc dùng một phương tiện hợp thời hơn là lấy lý trí chứng minh Thiên Chúa để củng cố đức tin cổ truyền của Hội Thánh. Thánh Teresa đã ghi lại tất cả những gì chị đã tiếp thu được trong căn phòng tĩnh mịch của mình, những điều nằm bên kia, những xáo trộn của thời gian và không gian lúc ấy, bên kia những tín điều và luận chứng thần học, bên kia những hiểu biết và tri giác của mình. Chị ghi lại những lần Thiên Chúa vô hình tới thăm chị bằng cái ngôn ngữ vô âm vô sắc của Ngài. Hội Thánh đang suy sụp đó, rút tỉa từ đây những sức lực mới, một sức sống, xuất phát từ miền sâu xa nhất của kinh nghiệm đức tin, từ nguồn mạch chân thật nhất của kinh nghiệm đạo đức, từ sự tiếp xúc thẳng với Thiên Chúa. Hội Thánh lúc ấy chỉ nhìn Đức Kitô như một cái tên mang nghĩa tượng trưng, như một đối tượng của tín ngưỡng, như một đề tài cho các nhà thần học thảo luận. Thế nhưng nhờ Teresa, Hội Thánh thực nhớ rằng Đức Kitô là một thực tại sống động, đó là Đức Kitô mà các môn đệ đã gặp trên đường về Emmaus,
mà Sao-lô thành Tác-xê đã thấy trên đường đi Đa-mát, là Đức Kitô đã khai sinh ra đức tin của Hội Thánh và là nguồn cho Thánh Phanxicô Assisi làm mới lại đức tin. Thánh nữ Teresa Avila, vị thánh hay xuất thần, và sẽ qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Avila, nơi mà Thánh Teresa chào đời tháng 3 năm 1515, hiện nay là một thị trấn nhỏ, còn ngày trước là thành Castilla, một trong những kiến trúc bằng đá còn sót lại cho tới sau này như một chứng tích nhắc nhở lại quá khứ. Thành này nằm ở vùng sơn cước xứ Sierra de Guadarrama trên bờ sông Adaja. Với những bức tường to lớn trong suốt thời Trung Cổ, thành này từng là thành lũy kiên cố bảo vệ thế giới Kitô giáo của Tây Ban Nha chống lại những cuộc tấn công kinh khủng của giặc Moor. Đường phố trong thành đều chật hẹp và ngoằn ngoèo, nhà cửa xây bằng đá đen. Ngày trước vốn là dinh cơ của các hiệp sĩ hay ngủ với thanh gươm kẹp bên mình, sẵn sàng nhảy ra nghênh chiến với đám người vô tín ngưỡng đột kích vào thành mỗi khi có chuông báo động. Chỗ nào trong thị trấn cũng có nhà thờ, tu viện và những đền đài thánh. Hiếm có viên đá nào chưa được thánh hóa bởi máu các vị tử đạo, hay được một phép lạ chúc lành. Avila đúng là một thị trấn của đá sỏi và của các thánh. Đúng là danh bất hư truyền. 100 năm nay tiếng chuông trong tháp canh chưa vang lên. Phong cách hiệp sĩ đã trở nên lỗi thời trong thời đại chiến tranh mới, với những đội quân thường trực và những chiến thuật dùng súng máy tấn công. Áo giáp của các hiệp sĩ này chỉ còn là y phục của các hiệp sĩ đấu thương trên ngựa. Gươm đeo bên hông của họ nay chỉ còn là đồ trang sức của các nhà quý tộc. Tuy nhiên, giữa đám người sống sau những bức tường kiên cố của thành Avila vẫn có nhiều tâm hồn hoài cổ. Thân phụ Teresa, nhà quý tộc Don Alonso Sanchez de Cepeda, là một trong số những người đó. Nhìn vào những người như ông, ta thấy rằng do sự nhiệt thành trong đức tin của một nhà hiệp sĩ, một đức tin đã được vun sới từ bao thế kỷ, ông vẫn còn giữ được khí tiết chiến đấu hào hùng ngày xưa và tỏ ra thủ viết những xu hướng mới trong xã hội, coi đó như một kẻ thù mới xuất phát từ ngay trong hàng ngũ Kitô giáo. Don Alonso là một người muốn sống như các vị tiền bối của mình, khư khư bám chặt cái quan niệm cổ điển về danh dự, trông coi nhà cửa và giáo dục con cái một cách nghiêm khắc như tổ tiên đã làm. Ông suy nghĩ, phê phán và hành động y như tổ tiên của mình, đồng thời yêu quý sách vở, sách hạnh các thánh và các sách tiểu sử của các bậc anh hùng thời Trung Cổ, những cuốn đã đào tạo nên các bậc tổ tiên của ông. Mẹ của Teresa, bà Beatrice de Ahumeda, vợ kế của Don Alonso, lại là mỗi người khác hẳn. Nhịp sống và những trang sức bên ngoài của bà không khác lắm với các phụ nữ tiền bối, chỉ biết làm mẹ và làm vợ trong những căn nhà kín cổng như pháo đài ở Avila. Thế nhưng trong giấc mơ, người phụ nữ trẻ đẹp, tràn trề sức sống ấy thường kín đáo bước ra khỏi cái thành trì kiên cố này, dã từ mọi gánh nặng gia đình để vượt năm châu bốn biển, đi tới những hòn đảo xa xăm, lao vào đủ mọi cuộc mạo hiểm trên đời. Hành trình qua những thế giới xa lạ đó đã được vẽ ra trong trí bà nhờ những cuốn tiểu thuyết thời trang rồi mới xuất bản ở Sevilla. Càng ngày càng nhiều, lý tưởng của bà là chàng hiệp sĩ đẹp một cách bí ẩn, tên là Amadis, người Galbos, mà một thế kỷ sau văn hào Cervantes đã mượn lại để viết một câu chuyện châm biếm. Tuy nhiên vào thời trước, đó là lý tưởng hướng dẫn sai, nhiều tâm hồn thích mạo hiểm. Nhà sưu tập những tiểu thuyết về chàng Amadis, kiêm ủy viên một hội đồng tỉnh tên là Garcia Ordóñez de Montalvo, đã khéo léo thêu dệt không biết bao nhiêu cuộc mạo hiểm của vị anh hùng đó. Bà Beatrice hay đau ốm và về sau càng ngày càng nằm liệt giường, tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi phải đọc những chuyện đăng từng kỳ trên báo. Như thế, trong thư phòng,
Don Alonso đọc để bay lên 9 tầng trời, còn trên giường bệnh bà Beatrice đọc để ra khỏi nhà và đi vào thế giới bên ngoài. Xét về không gian thì giấc mơ của hai người khác nhau một trời một vực, nhưng xét về thời gian thì vẫn là thời Trung Cổ. Say sưa đọc hạnh các thánh, nên tín đồ nhiệt thành Alonso chỉ ngước mắt lên trời, nhìn xem sự thánh thiện của các thánh thời Trung Cổ. Còn chạy theo các cuộc mạo hiểm của Amadis, bà Beatrice đã bước vào một thế giới của thế kỷ mới, một thế giới mà con người khao khát chinh phục, đã bắt đầu thăm dò khảo sát, một thế giới đầy rẫy những cuộc mạo hiểm mê ly rùng rợn, với những nguy hiểm trên đường, những quái vật dưới biển, những cuộc tranh chấp vì yêu đương, đúng hệt như những người thời Trung Cổ đã vẽ vời tưởng tượng. Alonso giữ tập tục của cha ông mình là mỗi tối đọc hạnh các thánh cho gia đình để giáo hóa gia đình. Còn bà Beatrice thì thích thú khi có dịp kể cho con cái nghe những chiến tích mới nhất của anh hùng Amadis mỗi khi chồng bà đi vắng. Những câu chuyện giáo hóa của cha và những chuyện giải trí của mẹ đã giúp óc tưởng tượng của Teresa phát triển ngang tầm với cha mẹ, và làm nên nhân cách của chị, một con người vừa ngưỡng vọng trời cao, vừa quan tâm đến quyền lợi của thế giới. Teresa là một đứa trẻ có óc tưởng tượng mạnh kỳ lạ. Cô có thể biến cảnh vật xung quanh cho phù hợp với thế giới tưởng tượng của cô. Sân trong dinh thự với nhiều hàng cột vốn là nơi tập trung các sinh hoạt của các gia đình Tây Ban Nha. Nay đến lượt sân ấy phải tuân theo những sở thích hay thay đổi của cô gái 7 tuổi này. Khi là biển dậy sóng hay giải đất xa xăm mà hiệp sĩ Amadis đã phiêu lưu, khi là bãi chiến trường nơi đó các hiệp sĩ đạo đức đang chiến đấu với những người vô tín ngưỡng, hay là nơi hiêu quạnh, nơi đổ máu của các thánh tử đạo. Các bạn chơi của cô khi thì đóng vai đoàn thủy thủ, các quan quyền, những chiến sĩ bảo vệ đức tin, khi thì làm thủy quái, làm quân mọi rợ vô đạo hay những vị tiên cứu nhiên độ thế. Nếu có tài bịa ra những trò chơi mới nhiều vô kể, nhờ sự hoạt bát và táo bạo đầy nam tính, cô đã trở thành người lãnh đạo đương nhiên của đám anh em ruột thịt và bà con đông đảo. Cô luôn luôn là nhà hiệp sĩ đẹp một cách bí ẩn, là vị anh hùng chiến thắng lẫy lừng của đức tin, là bà tiên tốt lành, là vị thánh tử đạo bị trói ở chân cột trong sân triều đình. Rồi tới một ngày nọ, óc tưởng tượng còn trẻ con của Teresa đã đi tới mức không còn phân biệt giữa thật và giả nữa. Cô quyết định bỏ nhà cách kín đáo, cùng với người anh mà cô thích nhất là Rodriguez, hơn cô vài tuổi, cả hai muốn đi đến nơi sinh sống của thổ dân Moore. Theo cô, miền đó hẳn phải ở một chỗ nào ngoài cổng thành Avila. Cả hai đi đến đó để chịu tử đạo do tay tên thủ lãnh bọn người vô đạo đó. Cả hai đã trốn được khỏi nhà, không bị ai bắt giác. Hai em ra khỏi cổng thành và lên đường tới Salamanca. Chẳng mấy chốc trời chạng vạng tối, bàn chân nhỏ của hai em bắt đầu lê lết đau đớn. Thế nhưng Teresa không muốn bỏ cuộc. Cô nghĩ rằng không có chỗ nào có thể che giấu mãi. Ngay phía sau bụi cây kia, chẳng hạn sẽ là tòa lâu đài trắng của nhà vua dân Moore. Thế nhưng khác hẳn với điều cô tưởng tượng, cô và anh cô bỗng giật mình khi phải đối diện với một người đang cưỡi ngựa đi tới. Và đó chẳng là ai khác hơn là một người anh em bà con của cha cô. Ông đang trên đường từ đồng về, và khi nghe dự định phiêu lưu của hai trẻ ấy, ông đã la mắng chúng thậm tệ và mang chúng trở về nhà cho cha mẹ đang bồn chồn lo lắng. Sau chuyến mạo hiểm thất bại đó, Teresa nghĩ ra một trò chơi khác liên quan đến các tu sĩ, như để thay cho trò chơi người Tây Ban Nha và người Moa, mà lâu nay cô vẫn ưa thích. Hàng cột ở sân nhà cô sẽ là khu nội cấm, có một nhà nguyện ở chính giữa sân. Hai bên sân sẽ là những căn phòng nhỏ cho các bạn cô ngồi, đám con gái làm nữ tu ngồi bên phải, đám con trai làm nam tu ngồi bên trái. Chúng không chịu ăn uống gì hết, mà chỉ cầu nguyện và im lặng. Khi lên 10 tuổi,
Teresa trở thành một thiếu nữ dáng người thon thả, có vẻ vụng về lúng túng, đôi mắt đèn nhánh, vẻ mặt nghiêm trang. Bù lại, khi cười, cô có những lúng đồng tiền dễ mến. Cô đã thề rằng sẽ đi tu như cô thường đóng vai nhà tu trong các trò chơi. Cô sẽ làm gương để lôi kéo anh chị em từ bỏ thế gian. Tuy nhiên khi được 14 tuổi, cô lại trở thành một thiếu nữ phát triển sớm và tỏ ra thương hại cho những việc đạo đức trước kia. Xác người dong dỏng giống con trai của cô nay không còn vụng về nữa, mà đã có những đường cong mềm mại của con gái. Mái tóc quăn đen tuyền, đôi lông mày thẳng màu hung, đôi mắt hạt huyền to lớn, vẻ trang nghiêm ấy khó hòa hợp với vẻ tinh ranh nghịch ngợm của mấy lúm đồng tiền. Tất cả những đường nét đó đã làm cho khuôn mặt cô nên duyên dáng đặc biệt, thật khó giữ lòng để không nhìn ngắm. Tính táo bạo bẩm sinh của cô nay không còn nét con trai nữa, nhưng đã trở thành sự hoạt bát nhanh nhẹn của một thiếu nữ có sắc đẹp thu hút hết mọi người. Cô thích cười và rất hay cười. Mỗi khi cười, cô có vẻ tươi vui một cách hồn nhiên, đến độ cả những ai giàu rĩ nhất cũng không thể không cười theo. Lúc 7 tuổi, Teresa đã ước mơ được tử đạo, nhưng khi lên 14, cô cho là chưa được hưởng đời bao nhiêu, nghĩa là cần phải được tán tỉnh và ngưỡng mộ. Lúc 10 tuổi, cô đã chọn quần áo của nữ tu để tu tiềm quãng đời còn lại cho vui lòng Chúa. Thế nhưng nay thì cô không nghĩ gì khác ngoài việc làm sao cho mình thêm đẹp với mấy đồ trang sức và điệu bộ ẻo lả. Cô muốn chiều theo ý thế gian. Cô rất thích màu cam, và khi nào được, cô đều mặc áo màu ấy. Bởi vì lúc đó, cam mới nhập vào châu Âu và được coi là món ăn xa xỉ chỉ dành cho thiểu số kém ăn. Bây giờ óc tưởng tượng mạnh mẽ của cô dồn vào việc nghĩ ra những trò cợt nhả và tiêu khiển kỳ lạ chưa từng có. Sân nhà cô không còn là bãi chiến trường của các hiệp sĩ bảo vệ đức tin, nhưng là sân chơi của các chàng quý tộc, caballeros đẹp trai, những caballeros thật sự chứ không chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Teresa. Cô đã trở thành phụ nữ, và có một thời gian, cuộc đời cô đã đi theo một diễn tiến bình thường như bao phụ nữ khác. Phép xã giao nghiêm nhặt của Tây Ban Nha hồi đó không cho phép thanh niên khác giới gặp nhau, trừ khi chúng có họ hàng với nhau. Tập tục đó vẫn còn hiệu lực trong thời đại của Teresa. Thế nhưng lúc đó tập tục này đã trở thành một bà già kỳ cục chuyên đi kèm các thiếu nữ, nhưng lúc nào cũng bị các cô ấy đánh lừa. Tất cả các caballeros độc thân và đẹp trai ở Tây Ban Nha bỗng khám phá ra mình có bà con với Teresa, và vì thế dành nhau để nhảy với cô em họ xinh xắn ấy bản nhạc đầu tiên, dành nhau để được cô mỉm cười hay liếc mắt đưa tình. Cô bé đạo đức ngày nào này đã thành thạo trong việc ban phát những cái nhìn đầy hứa hẹn cho mỗi chàng công tử. Rồi cuối cùng, cô đã gặp được người bà con ưng ý, một người từ nay độc quyền trên cái nhìn và nụ cười của cô. Đây là khởi sự của mối tình đầu đối với cô gái được nhiều người săn đuổi, và đó cũng là chuyện bình thường trong thời ấy. Vào thế kỷ thứ 16, tình yêu không còn là giấc mơ hạnh phúc lãng mạn nữa, nhưng đã trở thành một vấn đề hết sức thực tế. Thiên thần bảo vệ mối tình đầu của Teresa không phải là một vị tiên từ tâm rộng lượng, mà là một người bà con lớn tuổi hơn cô, thuộc về một nhà ít giàu có hơn trong gia tộc Cepeda. Người chị bà con này biết đời nhiều hơn Teresa và rất sành chuyện yêu đương. Cô ấy chịu trách nhiệm chuyển lá thư của người yêu Teresa vào nhà ông Alonso, không để lọt mắt ông, và trao cho phía ấy những thư hồi âm của Teresa, đồng thời dàn xếp cho hai bên bí mật gặp nhau. Nhờ tường lũy kiên cố và sự nghiêm nhặt cổ xưa của Don Alonso mà gia tộc Cepeda đã tránh được những thói suy đồi của thời đại.
Thế nhưng nay sức mạnh ngoại lai của thời đại đang trực gieo mầm vào ngay trong sân nhà Cepeda ấy. Cô con gái của Don Alonso đã nhiễm tinh thần mới trong sự cởi mở, tự do và thích thú. Lúc nào quanh cô cũng có đám thanh niên thiếu nữ đã bị những kẻ yêu chuộng thế gian đầu độc. Trong sân nhà Cepeda, thế hệ trẻ đang nhảy khúc La Volta, khúc mà thanh niên ở Sevilla say sưa với cuộc sống nhảy nhót ở cổng thành. Ở nhà Don Alonso, thế hệ mới đang vui đùa cợt nhà vì đã chán ngán vẻ trang trọng của quá khứ. Một thế hệ mới đang tán tỉnh và ve vãn, không sợ chi những lời đe dọa về hỏa ngục và những hình phạt. Khuôn mặt của các thiếu nữ ở Avila đỏ bừng lên một cách không tự nhiên. Đó chỉ là chút phấn đỏ mà các phụ nữ ở Sevilla thường thoa lên má mỗi khi tới cổng vàng để đón các đoàn tàu trở về mang theo đàn ông và vàng bạc. Teresa Cepeda, con gái của Alonso, sắp sửa bán đức hạnh cho thế hệ phóng túng mới chào đời ở đây. Thế hệ đó đã len lỏi vào được sân trong nhà của pháo đài nhà Cepeda. Núp dưới danh nghĩa là anh em bà con, là khách mời. Thế nhưng trước khi người chị họ dàn xếp cho hai bên lén lút gặp nhau lần đầu, thì sự huấn luyện nghiêm ngặt mà Teresa đã lãnh nhận trước đây bỗng trỗi dậy. Hoảng sợ trước sự liều lĩnh của mình, cô đã thú nhận tất cả với cha. Lúc này, người mẹ hay đau ốm của cô không còn sống nữa. Cô con gái lớn của Alonso là Maria, người có thể hướng dẫn em gái mình bằng những lời khuyên của một người mẹ, lại sắp sửa lập gia đình và đã có những vấn đề riêng của mình. Không còn phụ nữ trưởng thành nào trong nhà Cepeda có thể giúp cô thiếu nữ kia tránh những nguy hiểm và cạm bẫy của tuổi mới lớn. Vì thế Alonso quyết định trao con gái mình cho các nữ tu dòng Thánh Âu Tinh ở Avila chăm sóc. Trường dòng này là một trong ít cơ sở còn duy trì được kỷ luật và sự nghiêm nhặt của thời Trung Cổ. 40 nữ tu luôn canh chừng sự ấm no hạnh phúc của các học sinh trong trường. Chút phấn hồng giả tạo trên mặt Teresa đã được chùi đi. Thay vào những áo đầm màu cam, bây giờ cô mặc y phục giản dị nhất của tu viện. Dáng đi yểu điệu rất đẹp để khiêu vũ, nay phải sửa lại cho trang nghiêm để nhịp nhàng bước trong đoàn kiệu chung quanh nhà. Thay vào những giờ tán tỉnh ve vãn là cầu nguyện đọc kinh, thay vào những lá thư tuy ngắn nhưng đem lại sảng khoái do người chị họ chuyển cho là những câu chuyện giáo dục của bà bề trên. Thoạt đầu Teresa cảm thấy hết sức khốn khó trong nhà tù đạo đức đó. Tuy nhiên, vốn tính linh hoạt và hiếu động, cô không thể sống trong tình trạng chán ngán thất vọng ấy mãi. Không bao lâu cô đã tận dụng được những gì không thể thay đổi được trong hoàn cảnh của mình. Cô đã biết mặc y phục của nhà tu một cách duyên dáng dễ coi. Cô không còn khó chịu với những cuộc rước kiệu long trọng quanh tu viện nữa. Cô đã cầu nguyện được như người ta dạy và đã biết kiên nhẫn ngồi nghe bà bề trên đọc những câu chuyện giáo dục. Vẻ duyên dáng tự nhiên ngày xưa không biến mất nơi cô, nhưng nó tiếp tục làm cho mọi người chung quanh phải hiền hòa, ngay cả những bộ mặt nghiêm nghị nhất, những đôi môi mím chặt nhất cũng phải nở nụ cười khích lệ và thốt lên lời thân ái khi tiếp xúc với cô. Sau ít tuần lễ, Teresa đã trở thành học trò cưng của các nữ tu dòng Âu Tinh. Cô đúng là một tia sáng lóe lên trong hành lang tăm tối của tu viện. Một năm sau khi cô sắp mãn hạn học tập ở tu viện và chuẩn bị vào đời, các nữ tu đã tìm đủ cách để lôi kéo cô xin đội lúc và ở lại với họ. Thế nhưng Teresa không hề có ý định đó. Cô ngoan ngoãn học hành là để chờ ngày có thể cởi bỏ lớp áo dòng khắc khổ này và mặc lại những chiếc y phục trần thế. Trở về với cuộc sống bên ngoài, cô hằng khao khát và cầu mong cho sớm tới ngày cô không còn phải đọc kinh liên tục nữa, có thể trở lại với địa vị của một giai nhân cả ngày chỉ biết khiêu vũ và tán tỉnh. Lúc đó tôi rất ghét làm nữ tu. Sau này cô đã thú nhận như thế, và còn thêm rằng chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, cô đã thấy chán ngán lắm rồi. Thật vậy, nếu có thích tu viện thì bất quá đó cũng chỉ như một lữ khách vui thích với một chỗ dừng chân bên đường. Nhà của cô ở bên ngoài kia,
giữa thế gian, và tất cả những gì cô cố gắng làm bây giờ chẳng qua chỉ là kiên nhẫn chờ đợi cho qua thời gian tập sự và trở về với cuộc sống với biết bao người khác. Thánh nữ Teresa Avila, vị thánh hay xuất thần, và sẽ qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Thế nhưng chính khi cô chuẩn bị bước vào cuộc sống của một phu nhân Tây Ban Nha trung lưu, thì bỗng nhiên cuộc sống của cô như bị cắt đứt để bắt đầu hay tiếp tục cuộc sống của một thánh nhân. Cuộc sống thánh nhân ấy không ùa đến trong một luồng ánh sáng siêu nhiên hay trong một phút hoan hỷ cực lạc của thiên đàng, mà lại bắt đầu trong nỗi sợ sệt kinh hoàng, trong run rẩy tối tăm, yếu đuối, rên rỉ và đau khổ cực độ. Lúc ấy Teresa vừa tròn 17 tuổi. Cho tới giờ cô vẫn là một thiếu nữ khỏe mạnh, tính khí điềm đạm. Cô xây đủ kế hoạch cho một tương lai hạnh phúc. Ngay từ khi sắp mãn hạn sống ở tu viện, cô đã chuyên chăm làm các bổn phận một cách hăng hái gấp đôi. Bỗng dưng một ngày kia, đang khi làm các việc thường nhật, thình lình cô ngã bệnh nặng, cô bỗng trở nên yếu đi và hầu như không đứng được. Cô thấy như có một con dao đâm qua ngực cô, cơn đau ấy lan nhanh xuống dạ dày, ăn thông lên cổ, lan ra cả tay chân. Cuối cùng toàn thân cô đau nhức dữ dội, cô nghĩ rằng đã đến lúc cô lìa thế rồi. Cô nằm đó như một sinh vật đã tàn tạ, rung lên trong cơn đau và đang cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi manh vút dã man của cơn đau. Mặt cô đỏ rực lên, hơi thở dồn dập và ngắn lại. Sức sống còn lại trong thân thể cô như sẵn sàng ném tất cả mọi thứ vào chỗ yên nghỉ cuối cùng và tuyệt vọng. Miệng cô nói lắp bắp những gì không rõ. Sau cùng, người ta chẳng nghe thấy gì nữa, ngoài những tiếng rên rỉ đau đớn. Các nữ tu trong nhà tin chắc rằng giờ chết của cô đã tới. Thế nhưng, đó chỉ là cơn đau đầu tiên. Ít phút sau, những cơn đau ấy giảm xuống đột ngột, cũng như khi khởi phát vậy. Nét mặt cô dịu xuống, mắt cô sáng rực lên, hơi thở trở nên nhẹ nhàng như trước, đôi má hồng đỏ trở lại. Teresa trỗi dậy nói năng như trước, cô đã có thể thi hành các công việc hàng ngày trở lại. Những việc đã bị cơn đau đột ngột trước kia làm ngưng trệ. Bề ngoài mọi sự như đã trở lại nhịp sống bình thường, tuy nhiên tâm hồn cô không chút nào yên. Lúc nào cô cũng nhớ tới kinh nghiệm kinh khủng đã qua. Cô rùng mình khi nghĩ rằng bất cứ lúc nào và ở đâu cô cũng có thể bị lấy hết sức lực, thân thể cô có thể rơi vào tình trạng đau đớn trước đây, giác quan của cô có thể bị cắt đứt với thế giới xung quanh. Ánh sáng ban ngày bây giờ không giống như ngày trước nữa, nó đã được một lớp u tối lót phía bên trong. Tất cả những dự tính của cô về một tương lai hạnh phúc lúc nào cũng bị đe dọa bởi một nguy cơ là cơn bệnh có thể trở lại. Điều cô lo sợ là đúng, vì sau một thời gian, bệnh cũ đã tái phát, rồi trở đi trở lại nhiều lần, lần nào cũng đột ngột đến mức không kịp trở tay. Teresa biết rằng mình đã trở thành nạn nhân của một chứng bệnh quái ác. Thế nhưng đó chính là khởi đầu cho cuộc đời thánh thiện của cô. Những đau đớn của cô tuyên báo một niềm hoan lạc đẹp vô cùng sau này. Teresa phải đau khổ trước khi trở thành người ưu tuyển của Thiên Chúa. Tựa như trong những quá trình tự nhiên ở cấp thấp hơn, những sự chuyển động dữ dội dưới đất là điểm tiên báo núi lửa sắp phun, sóng thần phải trào ra trước khi thu về, phải banh ra xé thịt mới sinh nở được. Cũng thế, theo đúng định luật huyền bí đó, những cơn co giật của cơ thể thường là khởi đầu cho những thay đổi đột ngột về mặt tâm linh, đánh dấu một hình thái mới của cuộc sống bắt đầu. Sự yếu kém về thể lực tựa như cơn sóng của sự sống con người đang rút đi để cơn sóng của Thiên Chúa đổ tới.
trong cuộc đời thánh thiện và phàm tục. Sự thánh thiện và vĩ đại của con người thường đến sau những cơn đau và vất vả của người trong cuộc. Thi hào Novalis đã từng nói, bệnh tật không phải là khởi đầu của tinh hoa con người sao? Cũng như Teresa, cậu con trai phóng túng và ăn chơi của thương gia Giovanni Bernardo đã nhờ bệnh tật mà thoát khỏi những vướng mắc trần tục và trở thành người nghèo của Thiên Chúa. Thành thánh Francisco Assisi, hiệp sĩ Inigo Ones, vốn là người đã dâng cả đời cho vòng danh lợi trần gian, khi nằm trên giường bệnh đã nhận ra những tham vọng trần gian thật vô nghĩa và đã đổi những mục tiêu trần tục của mình để lấy những mục tiêu cao cả cho đời mình. Nhờ đó trở thành thánh Ignacio Loyola. Cũng như Teresa, nhiều vị thánh đã chuẩn bị hành trang ngay trong đêm tối khôn giò của bệnh tật và đau khổ, tìm ra con đường sáng để đi tới vinh quang thượng giới. Tông đồ Phaolô, người đã từng thấy Chúa trong một thị kiến, cũng bị bệnh tật hành hạ như một mũi gai đâm vào da thịt. Một cơn bệnh đột ngột đã quật ngã Phaolô, kẻ bách hại các Kitô hữu trên đường đi Damascus. Chúa đã hiện ra trước mặt ông, mắt mù hẳn đi, ông phải nằm lại ở một quán trọ bên đường. Rồi ánh sáng như vọt ra từ trong con người ông, và gã Phaolô mù lòa đó đã trở thành một Phaolô sáng suốt. Thánh Hildegard ở Bingen, vị tiền bối của Teresa về mặt tâm linh, sống ở thế kỷ thứ 12, đã có lần viết, hầu như suốt đời tôi đã chiến đấu chống lại những thị kiến của Chúa gửi đến cho tôi, mãi đến khi Thiên Chúa trừng phạt bằng cách quật ngã tôi xuống giường. Lúc đó vì đau đớn quá, tôi bắt đầu viết, và khi công bố thị kiến ấy cho người khác, tôi đã lấy lại sức lực và trỗi dậy được khỏi giường bệnh. Đối với nhiều ngôn sứ lớn, nhiều nhà cải cách và sáng lập tôn giáo, đau khổ và vất vả dường như là một món quà lớn Thiên Chúa ban cho họ. Như Mohammed, vị ngôn sứ đã chinh phục trời cao cho đám người vô tín ngưỡng, đã chịu đau khổ như Teresa suốt cả đời với chứng bệnh động kinh. Thế nhưng những gì bắt đầu như một tai họa không thể chịu nổi, thì cuối cùng lại biến thành nguồn phúc, và từ đó cứ mỗi lần lên cơn động kinh, ông lại thấy như được Thiên Chúa cho thêm những mặc khải mới và ân sủng mới. Trường hợp của Cromwell, Luther và nhiều vị khác nữa cũng tương tự như vậy. Trong những thời đại quan niệm chỉ có một sự vĩ đại là vĩ đại trong đức tin, thì bệnh tật sẽ sinh ra những vị thánh, những vị ngôn sứ và sáng lập tôn giáo. Còn trong những thời đại cho rằng sự vĩ đại nhất là vĩ đại trong nghệ thuật và khoa học, thì kết quả của bệnh tật thường là những thiên tài về nghệ thuật và khoa học. Đau khổ gây ra căng thẳng cực độ, và sự căng thẳng ấy có thể được thư giãn cho trùng xuống, tạo thành những tác phẩm sáng tạo. Bệnh tật hoạt động như một kích thích tố gây đau đớn, chẳng khác nào hạt cát được đưa vào bụng sò để tạo ra chung quanh nó một viên ngọc trai. Theo thiên sĩ Alfred de Musset, bệnh tật là nguồn cảm hứng. Hay nghe, một người đã sống nhiều năm trong thời kỳ sáng tác, không khác gì một thi hài còn sống trong mộ, cũng coi bệnh tật là động lực đầu tiên làm thành các công trình sáng tạo. Sức mạnh sáng tạo của đau khổ được thấy rõ trong cuộc đời của rất nhiều nhà sáng tác, và tập tiểu sử của vĩ nhân nào hầu như cũng luận bàn đến mối quan hệ giữa đau khổ và thành tích đạt được. Tập thăng xê của Pascal là kết quả của một thời kỳ đen tối bị bệnh tật hành hạ không ngừng. Phía sau những song cửa sổ, những cơn hành hạ và quái ác của bệnh tật và những giấc hôn mê dài, Auguste Comte đã ngồi thảo ra bố cục tư tưởng tuyệt vời của mình trong tập Positive Philosophy. Trong một lá thư viết cho anh mình, họa sĩ Vincent van Gogh nói, càng suy sụp, càng bệnh và yếu đi, tôi càng trở thành một họa sĩ lớn, vì qua những cơn bệnh đó tôi mới thu lượm được ý tưởng cho vô số tác phẩm của mình. Mà quả thật, trong trường hợp của Van Gogh,
Bệnh tật đúng là kích thích tố biến ông từ một nhà chuyên sao chiếc tranh Millet trở thành thiên tài của hội họa hiện đại. Cũng nhờ một chứng bệnh tương tự như Teresa, Dostoevsky đã có được sức mạnh để sáng tác ra những tác phẩm vĩ đại. Nếu đọc kỹ tiểu sử bệnh tình và sáng tác của ông, người ta có thể lầm tưởng đó là tiểu sử bệnh tình và sự thánh thiện của Teresa. Dostoevsky viết, một chứng bệnh lạ kỳ không thể chịu nổi luôn luôn hành hạ tôi. Tôi thường cảm thấy mình sắp chết. Một cơn bệnh bao giờ cũng kết thúc bằng tình trạng hôn mê. Dù Dostoevsky đã bị những cơn bệnh này hành hạ suốt đời, ông vẫn tin rằng có một sức mạnh sáng tạo tiềm tàng trong những cơn bệnh đó, có thể gọi là chứng bệnh linh thiêng. Những lúc đó tôi cảm thấy như trời trao đổ xuống đất để nhai nuốt tôi. Quý vị là những người khỏe mạnh. Quý vị không thể nào hiểu được cảm giác hoan lạc do chứng bệnh ấy mang lại. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những thú vui trên đời để đổi lấy sự hoan lạc ấy, dù chỉ trong giây phút. Thấy ở trường tình trạng sức khỏe của Teresa không khá hơn, Don Alonso mang cô về nhà, hy vọng rằng một khi tránh được thứ kỷ luật khắt khe của nhà dòng, cô sẽ hồi phục nhanh hơn. Thế nhưng điều ông hy vọng ấy đã không xảy ra. Ngôi nhà pháo đài của ông bây giờ không còn như xưa nữa đối với cô. Một sự cô tịch u ám đang đè nặng trên ngôi nhà đó. Đám bạn bè sinh động đã vây quanh cô những năm trước đây, bây giờ không còn lui tới nữa. Phần đông anh chị em bà con của cô đã nghe tiếng gọi của thời đại và rời bỏ Avila. Bây giờ họ làm việc cho những nhà buôn ở Sevilla hay theo góp các nhà mạo hiểm đến các miền xa xăm. Trong số anh em trai của cô chỉ còn hai người em nhỏ nhất là Lorenzo và Antonio. Đa số bạn gái của cô đã kết hôn và đã theo chồng lên các thành phố lớn. Juana, cô bạn thân của cô, tuy vẫn còn ở lại Avila, nhưng đã chán đời và đi tu. Bấy giờ Teresa vừa được 16 tuổi. Đáng lẽ nhìn vào gương, cô vẫn thấy mặt mình hấp dẫn như ngày nào. Thêm chút phấn son và nở một nụ cười là đủ làm cho sân nhà đầy những chàng trai quý tộc. Caballeros, theo tán tỉnh và bạn bè ngưỡng mộ, cuộc vui lừa của cô hồi bé có lẽ đã tiếp tục được. Thế nhưng nay bệnh tật đã cướp đi khỏi cô cái nhìn vui tươi, nụ cười hồn nhiên. Cô đứng đó đau khổ và thất vọng, nhìn mông lung vào cái sân. Bây giờ đối với cô, đó chỉ là khoảng không trong nhà tù tối tăm chật hẹp. Cô vẫn nghĩ về một cái sân của ngày xưa. Thỉnh thoảng cô nhớ tới những cuộc trò chuyện thanh thoát dễ dàng của những năm trước, và lại thấy mình như một giai nhân đang được nhiều người săn đuổi. Thế nhưng ngay sau đó cô trở về với tình trạng hiện tại của mình, một thiếu nữ tàn tạ bởi bệnh tật đang lững thững bước lui bước tới trong sân nhà tù. Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại càng làm cô thêm tủi thân. Bầu khí im lặng trong ngôi nhà kiên cố này càng làm cô nhớ tới cơn bệnh tai ác đã phá tan mọi giấc mơ và hy vọng của thời thiếu nữ. Trong tình trạng chán trường đó, cô càng trở thành mồi ngon cho những cơn bệnh tái phát không ngừng. Don Alonso là người duy nhất Teresa tiếp xúc và chắc chắn không phải là người thích hợp nhất cho cô. Cuộc sống tách biệt của ông trong ngôi nhà yên lặng và vắng vẻ này đã làm ông thêm hướng nội. Cả ngày ông ngồi đầu với sách vở trong thư phòng, nhài ngấu nghiến mấy cuốn sách đức tin. Mặc dù cưng con và say mê chuyện các anh hùng, các thánh, nhưng ông không thể thông cảm được tâm hồn của một thiếu nữ lúc nào cũng mang tâm trạng thất vọng trước cuộc đời tan vỡ của mình. Những bài học ông rút ra được từ các sách đạo đức không giúp ích gì cho cô gái phiền muộn đó. Rồi khi cơn bệnh đến, ông chỉ đứng nhìn một cách bất lực thôi. Cuối cùng ông quyết định trao con cho cô gái lớn là Maria chăm sóc. Cô này lúc đó đang sống ở một trang trại nhỏ miền Castellanos. Ông hy vọng rằng khung cảnh thôn quê và sự chăm sóc chu đáo của Maria sẽ giúp Teresa bình phục.
Ngay khi Teresa khỏe hơn một chút, Don Alonso, vội thắng lừa, bắt đầu đưa cô vào một cuộc hành trình dài 2 ngày. Trên đường, hai cha con dừng lại ở Hortigosa, nơi ông Ferro Spada, anh của Don Alonso, đang sống. Tại đây, trong một căn phòng rất nhỏ của tòa nhà rộng lớn, ông Ferro đang sống một cuộc sống khổ hạnh như một người đã thuộc về Chúa. Ông Ferro hoàn toàn thao thức về cuộc sống bên kia, không thiết tha chi cuộc sống trần gian này nữa. Mỗi khi phải nói về chuyện đời, ông chỉ nói những gì có thể giúp ông chuẩn bị cuộc hành trình về với Chúa. Cuộc trò chuyện của ông với những người ghé thăm chỉ xoay quanh những điều linh thiêng, thánh thiện. Ông Ferro chọn Thánh Jerome, vị ẩn tu uyên bác của thế kỷ thứ 4, làm khuôn mẫu. Ông rút ra từ các tác phẩm huấn dụ của thánh nhân một kim chỉ nam cho mọi hành vi và cuộc sống của mình. Ông đã trao cho cô cháu gái một trong những bộ sách dày cộm của Thánh Jerome và bảo cô đọc những đoạn mà ông đã đánh dấu. Teresa cảm thấy hơi bực mình với những bản văn này vì chúng nhắc cô nhớ tới thời thơ ấu. Chỉ vì phép xã giao lịch sự, cô mới làm theo lời yêu cầu của bác mình. Thế nhưng trong khi đọc cho bác nghe, cô bỗng chú ý nhiều hơn, và chẳng mấy chốc cô lắng nghe tiếng nói của mình một cách say sưa chăm chú, chẳng khác chi vị thính giả cả kính kia. Bây giờ giọng cô không còn vẻ mệt mỏi đều đều nữa, mà là một giọng nói chăm chú đạo đức. Một thiếu nữ sợ sệt và bệnh hoạn đang đọc sứ điệp nước trời, không khác nào một sứ điệp đem an ủi tới cho người bệnh. Rồi ngày hôm sau, khi hai cha con lên đường, Teresa xin phép bác mình mượn một cuốn của Thánh Jerome, cô muốn mang theo nó trên đường về quê. Ban đầu không tìm miền quê có vẻ như chẳng giúp gì cho sức khỏe của cô. Sự chăm sóc dịu dàng của người chị, cùng cha khác mẹ, lẫn những thú vui của cuộc sống miền quê đều không làm cô khuây khỏa. Những lời an ủi của người thân càng dày vò cô, và cô chỉ cảm thấy sung sướng khi được ở lại một mình trong phòng, vùi đầu vào cuốn sách của Thánh Jerome. Những lời hứa của Ngài về nước trời, nói với tất cả những ai đang cố gắng sống một cuộc đời đẹp ý Chúa, đã làm sống dậy nơi cô giấc mơ ngày xưa là được trở thành nữ tu. Tuy nhiên, tình yêu ngày xưa dành cho cuộc sống và thế tục vẫn chưa hết hẳn nơi cô, tôi chỉ eo ua thôi. Vì thế, nếu có chút hy vọng được hồi phục sức khỏe, là tính ấy lập tức lên tiếng đòi được thỏa mãn, ngay chính lúc cô sẵn sàng đi tìm an toàn nơi một tu viện. Một ngày kia, Teresa tình cờ đọc những lời cảnh cáo của Thánh Jerome về hỏa ngục và sự trừng phạt. Tất cả mọi thứ mà trong lúc thèm khát sự sống cô hằng mơ ước, được ngưỡng mộ, tán tỉnh, những cuộc tình thầm kín, những kiểu ăn mặc và trang điểm cầu kỳ nhưng vô hại, tất cả những thứ đó được thánh nhân nêu ra và kết án là đường dẫn xuống hỏa ngục. Thánh Jerome đã hùng hồn mô tả sự dịu ngọt của những hoan lạc trên trời dành cho những ai quay lưng với thế gian. Ngài cũng hùng hồn không kém khi giận dữ mô tả hình phạt hỏa ngục đang chờ những ai hiến dâng cả đời cho những toan tính trần gian. Lập tức Teresa hốt hoảng. Ít lâu sau, cô bị một cơn động kinh quái ác hành hạ. Maria thức suốt đêm bên giường em. Teresa nằm hôn mê, còn Maria hầu như tuyệt vọng. Thế nhưng sáng hôm sau, Teresa ra khỏi phòng và trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô trở thành như một người khác. Như thể cơn bệnh không để lại một dấu vết gì nơi cô, mọi người lại có cảm tưởng rằng cô là một thiếu nữ vô tư thành thơi. Chẳng ai hiểu được lý do của sự thay đổi đột ngột ấy. Mãi sau này, Teresa mới giải thích, những lời cảnh cáo của Thánh Jerome về sự trừng phạt ở hỏa ngục đã thành công nơi cô. Một điều không xảy ra khi cô đọc những trang trình bày niềm vui trên trời. Sự khiếp sợ hỏa ngục đã đẩy người con gái do dự ấy đến chỗ chọn lựa dứt khoát giữa niềm vui thượng giới và thú vui hạ giới. Cô đã quyết định quay lưng với thế gian và lên đường đi về thiên quốc. Một khi đã quyết định trở thành nữ tu rồi, thì bệnh tật và đau khổ cũng rời cô. Dường như những cái chết vắn vỏi trước đây do bệnh tật gây ra chỉ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những nguy cơ hỏa ngục đang rình rập cô. Vẻ u buồn từng ám ảnh tâm hồn cô này cũng biến mất.
ánh sáng của thiên quốc mà cô đang đi tới, không thể sống chung với bóng tối. Đau khổ, bệnh tật, sống, chết, mọi sự đã thay đổi hình dạng khi nhìn trong ánh sáng của thiên quốc. Trước kia, đã có lần cô dự định trở thành nữ tu, nhưng sau đó khi ý thức về sắc đẹp và sự duyên dáng của mình, cô đã coi đó như một ý tưởng trẻ con ngô nghê. Thế nhưng bây giờ, khi đã được bệnh tật dạy cho biết sự phù du của vinh quang trần gian, khi hồn đã sợ hỏa ngục, thì không gì có thể làm cô bỏ lời thề đó nữa. Vì sợ rằng dự định ấy lại bị cản trở lần nữa, cô đã giữ hết sức bí mật. Sau khi trở về Avila, cô chỉ tâm sự với cô bạn thân là Juana, lúc này cũng đã là một nữ tu, có thể giúp cô đạt được mục tiêu. Không muốn thu hút sự chú ý của ma quỷ, luôn rình rập khắp nơi trên thế gian, có thể nấp cả trong lời khuyên của bạn bè, cũng như trong đầu óc đa nghi của người thân, Teresa đã phải dùng một chiến thuật, để không ai có thể hồ nghi về ý định của mình. Cô đã tham gia vào các sinh hoạt xã hội, nói cười, tán tỉnh, phe vãn như ngày xưa. Thế nhưng bên trong cô đã hình thành rõ rệt cái quyết tâm từ bỏ thế gian. Có lần một chàng Caballero nọ thẳng thắn nói lên lòng ái mộ của mình trước cặp giò xinh đẹp của cô. Cô đã mau lẹ phản đối. Coi chừng nhé, có thể đây là cơ hội cuối cùng cho anh đấy. Mọi người phá ra cười và nghĩ rằng chắc cô sắp lấy chồng. Lời trách cứ vừa rồi của cô là một cách ám chỉ cô sắp sửa kết hôn với một anh chàng nào đó. Thế nhưng, cô đã chuẩn bị xong xuôi để khoác vào mình chiếc áo thô sơ nhất của các hiền thê trước khi tô. Sau khi Juana dàn xếp xong mọi thứ cần thiết, và Teresa chỉ còn việc trình diện tại một dòng kín mang tên tu viện nhập thể để làm tập sinh, cô mới thông báo cho cha biết ý định của mình. Don Alonso sững sờ, chắc chắn ông là một Kitô hữu tốt, ông ngưỡng mộ các thánh và các vị tử đạo. Đời sống hy sinh của các ngài đã làm ông phấn khởi và dạy cho ông rất nhiều điều. Tuy nhiên ông cũng là một người cha, thương con bằng một thứ tình yêu thế gian, nơi ông lúc đó diễn ra cuộc xung đột giữa vai trò một Kitô hữu và vai trò người cha. Cuối cùng người cha đã thắng, ông kịch liệt phản đối dự tính của Teresa. Don Alonso đã sống hòa thuận với Chúa, ông hiến dâng cho Ngài tất cả mọi thứ, và còn hơn thế nữa, nhưng Chúa không thể đòi hỏi ông phải hy sinh cô con gái. Teresa xưa nay vẫn là đứa con ngoan ngoãn, nhưng hỏa ngục là một vấn đề nghiêm trọng, mệnh lệnh khắt khe của Don Alonso không thể bắt cô rời bỏ ý định ấy. Cô đành phải trốn nhà, một việc mà 10 năm trước cô đã từng làm. Trước đây, cô đã rủ anh trai cô là Rodriguez trốn tới xứ của người mua. Còn nay cô mang cậu em út Antonio theo trong cuộc chạy trốn thế gian. Sáng sớm hôm ấy, Teresa và Antonio ra khỏi ngôi nhà kiên cố của mình. Họ chia tay nhau ở cổng tu viện Thánh Thomas, nơi vị đại pháp quan của tòa án tôn giáo lúc đó là Torquemada được chôn cất. Antonio bước vào xin các tu sĩ đa minh nhận anh bằng tập sinh, còn Teresa đi tới tu viện Cát Minh nhập thể, cách thị trấn Avila vài dặm. Nơi đó Juana đang chờ cô. Kế hoạch của Antonio bị phá hỏng ngay khi anh bước qua ngưỡng cửa của tu viện, vì Don Alonso đã từng tới đó xưng tội và các cha đa minh đã khéo léo nhắn hỏi ông có đồng ý với quyết định của Antonio không. Ít lâu sau, Don Alonso tới thư viện và mang cậu con trai thoát ly trở về. Nhìn sự lo xa và khéo léo của Juana, kế hoạch của Teresa được chuẩn bị chu đáo hơn. Don Alonso cũng được thông báo về việc đi tu của Teresa. Nhưng khi tới tù viện, ông chỉ kịp nhìn những lọn tóc đẹp của Teresa bị cắt đi, và chiếc áo màu cam đẹp đẽ của cô được cởi ra, đổi lấy tấm von trắng của người tập sinh dòng Cát Minh. Ông đứng trước một việc đã rồi, và chỉ còn cách là chúc lành cho cô thôi.
Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Tại tu viện nhập thể, cách biệt với thế giới bên ngoài bằng những bức tường dày, Teresa nghĩ rằng mình đã tránh được hết mọi cám dỗ. Sau này cô viết về lần bước chân vào tu viện đó như sau: tôi sung sướng vô cùng, Thiên Chúa đã biến tâm hồn cay đắng của tôi thành ngọt ngào. Cô hăng hái và vui tươi hoàn thành các bổn phận của một tập sinh. Đối với cô lúc này vâng phục là tự do. Tu phòng nhỏ hẹp này là ngôi nhà thân yêu, hy sinh đem lại cho cô niềm vui trọn vẹn. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của thời tập sinh ấy không kéo dài bao lâu. Chính nỗi sợ hỏa ngục đã từng đẩy cô tới chỗ khoác áo nhà tu, và chính sự nhiệt thành đã xô cô chạy theo con đường về trời. Nay lại làm cho mắt cô thêm sắc sảo để nhìn mọi sự chung quanh. Cô thất vọng khi khám phá rằng nơi cô đã tới trú ẩn vẫn còn nằm trong vòng thế gian mà cô muốn trốn khỏi. Địch thù chính là tinh thần thời đại lúc ấy. Để cho chắc, tu viện nhập thể đã cho xây những bức tường thật dày và thật cao, nhưng chúng chỉ ngăn cách tu viện với thế giới bên ngoài về không gian, chứ hai bên vẫn gần gũi nhau về thời gian. Hồi ấy cũng như ngày nay, nói tới thời gian là nói tới thay đổi sự vật và thay đổi tư tưởng. Thời gian là một quyền lực ăn vào khắp nơi, bao biện khắp chỗ. Ngay trong tu viện nhập thể và bên ngoài tu viện ấy, thời gian đã đổi từ thời Trung Cổ sang hiện đại, không có tường lũy nào có thể ngăn chặn thời gian được, không có chỗ nào nằm ngoài ảnh hưởng của thời gian, không ai có thể chạy trốn nó. Cuộc sống xô bồ của thế giới và cuộc sống trầm mặc của tu viện, sự ăn chơi vui đùa và sự hy sinh đang diễn ra trong cùng một thế kỷ, đang rung lên cùng một âm điệu trong cuộc sống. Những tường thành của tu viện nhập thể là của thời Trung Cổ, nhưng những con người sống đằng sau đó là con đẻ của thời hiện đại. Quần áo là của thời Trung Cổ, nhưng những phụ nữ ăn vận chúng là của thế kỷ 16. Kinh nguyện, thánh lễ, các việc đạo đức, tôn sùng, tất cả những yếu tố chi phối cuộc sống hàng ngày của các nữ tu khất ni ấy là của thời Trung Cổ, nhưng cuộc sống của họ là của năm 1536. Tinh thần Trung Cổ chi phối hình thức cầu nguyện, nền âm nhạc Trung Cổ đã sáng tác ra những bản thánh ca. Thế nhưng những người đọc các kinh đó, hát những bài hát đó lại là những nữ tu của thời đại mới. Ngôi nhà nguyện nhỏ bé với mái dột, đến nỗi mưa có thể rơi xuống trên đầu, trên vai các nữ tu, những con người vẫn tỏ ra còn đầy tin tưởng vào những lời khấn cổ truyền là nghèo khó và từ bỏ. Thế nhưng trong căn buồng của các nữ tu, nằm gọn trong những dãy nhà với hai phòng lớn, các nữ tu đã biết cách sống đời hy sinh ấy với những thoải mái và tiện nghi. Họ không có gì hết, nhưng sẵn sàng nhận những quà biếu lặt vặt. Áo họ khâu vá chằng chịt, nhưng họ đeo vòng kiềng, vòng tay và nhẫn. Trước mặt Chúa, tất cả họ đều bình đẳng, đều là hiền thê của Đức Kitô. Nhưng những người có huyết thống quý tộc vẫn giữ tước tiểu thư hay phu nhân. Các bữa ăn được nấu nướng đúng như các bữa chay tịnh mà luật dạy, nhưng lại dồi dào và ngon miệng, và giữa các bữa ăn họ vẫn có đủ thứ mỹ vị thơm tho khác. Các nữ tu đạo đức ấy vẫn thờ phụng Chúa trong sự khiết tịnh và vâng phục, nhưng thỉnh thoảng họ lại được ra ngoài một ngày hay lâu hơn, chơi vui thỏa thích với bà con hay bạn bè. Mà nếu các nữ tu trong tu viện đã được đi xem thế giới, thì ngược lại, thế giới cũng được bước vào xem tu viện. Việc xa cách thế giới không còn phải là thật sự rút ra khỏi thế giới, mà chỉ là trò chơi bịt mắt đi tìm nhau thôi. Nhà của các nữ tu cát minh ít nói đã mở cửa cho thế giới ùa vào trò chuyện huyên thuyên. Người ta đã nhường một phòng của tu viện cho thế giới. Trên lầu là những tu phòng nhỏ của các nữ tu, nhưng dưới đó vài bước là phòng khách, nơi các nữ tu tự do tiếp khách, nữ lẫn nam. Để cho chắc, trong phòng khách đó có một cửa lưới ngăn cách các nữ tu với khách, nhưng chỉ có phần dưới là che khuất, còn hai bên vẫn có thể nhìn thấy và nghe nhau được. Qua tấm lưới đó, cái im lặng của tu viện và cái ồn ào của thế giới, tinh thần hy sinh của tu viện
và thói tham lam của thế giới đang trò chuyện thân mật với nhau. Trong tấm gương di động không ngừng, tức là những buổi trò chuyện vô bổ đó, ta đọc thấy thế giới với những hão huyền và cám dỗ của nó. Đang khi đó, trong căn buồng vắng lặng, Teresa vẫn trò chuyện với Chúa và cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, hễ khi nào bước xuống phòng khách, chị đều phải đương đầu với một thế giới mà chị đã dốc tâm trốn tránh. Phút chốc, chị nhận ra rằng tâm hồn chị cũng là một tu viện với những tu phòng nhỏ và kinh nguyện ở tầng trên, còn ở dưới là phòng khách. Chị không cảm thấy bình an nữa. Chị thấy mình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hoàng ngục. Những lúc đó chị bỗng hồ nghi không biết mình có khôn ngoan hay không khi chọn tu viện nhập thể làm nơi thường trú của mình. Những mối hoài nghi này là chỉ dẫn đầu tiên cho thấy ơn gọi làm nhà cải tổ vĩ đại của dòng Cát Minh đã bắt đầu sống lại nơi chị. Tuy nhiên, tạm thời, chị vẫn là một tập sinh nhỏ, có bổn phận sống khiêm tốn và phục tùng. Những nhượng bộ mà dòng Cát Minh dành cho thế giới đã được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn, một bộ luật quen gọi là bộ luật nhân nhượng. Một tập sinh trẻ không thể khôn ngoan hơn Đức Giáo Hoàng. Tất cả mọi diễn biến của tu viện nhập thể đều bắt chước những tập tục của thời đại, và mọi chị em trong nhà từ tu viện trường trở xuống đều kính cẩn tôn trọng những lề thói ấy. Những lề thói xã hội ấy có sức mạnh đến nỗi chúng đã dập tắt mọi hoài nghi của Teresa, mà rất có thể chị đã chấp nhận lề thói quy định ấy. Cuộc đời chị có thể chỉ còn là cuộc đời của một nữ tu Tây Ban Nha trung bình, nếu bệnh tật đã không can thiệp mãnh liệt vào đời chị là thứ hai, kéo chị ra khỏi vết mòn của những lề thói ấy. Sau khi khấn, những cơn bệnh ngày xưa bỗng trở lại tấn công chị dữ dội. Chúng dồn dập đổ xuống chị như những thiên tai giận dữ, hoành hành không biết mệt. Không chỗ nào trong thân thể chị là lành lặn, không có bộ phận nào trong người chị là được miễn khỏi. Không có chân tay, bắp thịt hay thần kinh nào là không bị những cơn đau như thiêu như đốt hành hạ. Cơn hấp hối của những cái chết ngắn, nhỏ, chưa bao giờ giống với cơn hấp hối thật sự của người sắp chết như lần này. Các nữ tu hoảng sợ gọi tên riêng của Teresa liên tục, nhưng chị vẫn bất động. Họ lay chuyển, trà sát và nâng chị dậy. Thế nhưng cơ thể chị vẫn lạnh buốt cứng ngắc như đã chết. Những cơn bất tỉnh càng tới nhiều, chứng bệnh càng ảnh hưởng sâu tới toàn bộ cuộc sống của Teresa. Một vài bộ phận trong người chị không bao giờ hết đau hẳn. Thời gian yên ổn giữa hai lần lên cơn càng ngày càng ngắn lại. Ban đầu là vài tuần, nhưng sau chỉ còn độ vài ngày. Teresa chứng kiến những cơn ấy một cách vô vọng. Chỉ đã một lần nghe theo lời khuyên do cơn bệnh ấy chỉ cho là từ bỏ thế giới vào sống ở tu viện. Thế nhưng đây là lần thứ hai, mạnh mẽ hơn nhiều. Chính bệnh ấy như đang cản lối chị, đánh đổ mọi dự phóng của chị, ném chị ra khỏi sự yên tĩnh của đời sống tu viện. Teresa đã được tiền định để làm những chuyện vĩ đại hơn. Chị phải trở thành vị thánh của những cơn xuất thần. Bệnh tình của chị sẽ góp phần quan trọng vào quá trình nên thánh của chị. Tuy nhiên, sự thánh thiện đang chín dần dưới những cơn đau ấy, mắt trần không thấy được. Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Don Alonso đem con gái mình ra khỏi tu viện và mời các bác sĩ giỏi nhất ở Castilla chữa chạy. Hết bác sĩ này rồi bác sĩ khác đến, áo mão chỉnh tề, tay ôm sách y khoa của Galen, tay mang lọ nước tiểu để xét nghiệm. Theo những phương pháp chẩn bệnh thời gian lúc ấy, bắt mạch và xét nghiệm nước tiểu cẩn thận là đã làm xong tất cả.
Rồi sau đó người ta mới tra cứu tác phẩm y học của bậc thầy Galen và thảo luận về nguyên nhân của bệnh tình. Thế nhưng sau bao cuộc bàn cãi dai dẳng, họ vẫn không tìm ra chỗ yếu của con bệnh. Những kết luận và suy luận, lý thuyết của họ không thể giải thích được những cơn bất tỉnh, những bóc thịt vặn vẹo, những trạng thái co rút và sự rắn chắc mạnh khỏe đặc biệt của Teresa. Rõ ràng đây là một trường hợp không được chỉ dẫn trong các sổ tay y học, và vì thế những toa thuốc dựa vào sự phân tích theo kiểu tam đoạn luận của các bác sĩ đã hoàn toàn vô hiệu. Thấy khoa học bó tay, Don Alonso mới quyết định giao con gái mình cho một bà thầy lang, quen gọi là Curandera, gần như thầy pháp của ta vậy. Bà này có tiếng là đã chữa được nhiều trường hợp tuyệt vọng. Bà chỉ chữa trị dựa vào thiên nhiên, chỉ hành nghề vào mùa xuân khi cỏ cây bắt đầu mọc. Bây giờ lại mới chỉ đầu mùa đông, cho nên Teresa phải sống tạm vài tháng với chị Maria ở nhà quê. Trên đường về, cô cũng dừng chân tại Horticosa và một lần nữa cuộc ghé thăm ngắn ngủi ở nhà bác Ferro đã đánh dấu một khúc quanh quyết định trong đời Teresa. Những sự trùng hợp nhỏ nhoi ấy hình như luôn phục vụ cho một nhu cầu cao cả hơn. Bác Ferro trao cho cô cháu gái mình đọc một cuốn sách của thầy dòng Francisco người Tây Ban Nha, tên là Francisco de Osuna. Chị chỉ có ý đọc sách ấy trên đường về Castellanos, nhưng vô tình nó đã trở thành kim chỉ nam dẫn chị trên đường về với Chúa. Sách mang tựa đề Sách Vỡ Lòng Tu Đức tập 3. Vậy ta cầu nguyện một cách tâm linh, không lời, thay vì cầu nguyện thành lời, đã trở thành một thói quen hình thức. Người môn đệ thần bí của Thánh Francisco ấy đã dạy rằng, Thiên Chúa vẫn không lên tiếng, không nói thành lời, bản chất Ngài là im lặng. Chỉ những ai đến với Ngài trong im lặng mới có thể được Ngài nghe thấy và trả lời. Đây là bài vỡ lòng linh thiêng trong ngôn ngữ im lặng, mà ở Suna gọi là mẹ của các ngôn ngữ, hay ngôn ngữ của trời cao. Trong thời gian ở lại thôn quê, các cơn bệnh đã thưa thớt. Teresa bắt đầu thực tập những bước đầu của hình thức cầu nguyện đó. Chị cảm thấy phấn khởi vui tươi như một đứa trẻ khi vừa đánh vần được mấy chữ cái. Niềm vui của chị đúng là niềm vui của một đứa trẻ sắp sửa nắm được những bước sơ đẳng của khoa đọc vần và đã bắt đầu thấy những mẫu từ ấy được ráp thành chữ, thành câu có ý nghĩa và mạch lạc. Chúng là chìa khóa mở cửa cho một thế giới mà chỉ cần thiết dày công luyện tập là vào được. Môi miệng chị vốn đã quen với ngôn ngữ có âm thanh, sắc giọng, nên chưa thể cầu nguyện trong im lặng và gọi Chúa bằng cái tên vô thanh. Tai chị chưa được huấn luyện để hiểu thứ ngôn ngữ vô thanh vô ngôn của Thiên Chúa. Mắt chị cũng chưa có đủ khả năng để nhìn những cái không thể thấy. Tia sáng đầu tiên thoát ra từ cuốn sách của tu sĩ Osuna mới chỉ là một tia sáng lung linh trong căn phòng đen tối của tâm hồn chị. Trong đời chị, bệnh tật vẫn có tiếng nói mạnh hơn sự thánh thiện. Khi mùa xuân đến, Teresa trở về Bethesda để chữa bệnh. Phương pháp chữa trị của bà thầy lang này là một phương pháp rất kỳ quặc của thời Trung Cổ, chủ yếu là dùng toàn những biện pháp mạnh để kích thích toàn bộ cơ thể. Người ta dùng đủ loại dược thảo, đủ loại kích thích, mửa và sổ để làm sạch cơ thể bên trong. Thế nhưng vì tin rằng bệnh này là hậu quả của tình trạng bị tà ma ám, nên bà thầy lang còn làm thêm đủ thứ thuốc tổng hợp trừ quỷ, chế biến theo những công thức ma thuật, từ ngón chân của ếch nhái, cánh ruồi nghiền nát và phân tươi của rắn. Con ma nơi Teresa chẳng những không khiếp sợ, mà còn gia tăng gấp đôi sức kháng cự, và có vẻ như muốn chống lại sự can thiệp vô phép của bà phù thủy vào các công việc riêng của nó. Thuốc thang của bà Lan còn tai hại hơn cơn bệnh của Teresa nữa. Sau này chị biết trong tập tự thuật của mình, tôi không biết làm sao mình có thể chịu được cách chữa trị đó. Suốt 3 tháng ở tại đó, tôi phải trải qua những cơn đau kinh khủng nhất. Sức sống như đã kiệt quệ trong 2 tháng, nhưng nỗi đau trong lòng vì phải chấp nhận cách chữa trị ấy còn chưa tốt hơn. Đôi khi tôi cảm thấy như đang bị những chiếc răng nhọn của ai đó cắn vào tim mình. Tôi đã mất rất nhiều sức lực vì chán ngán ăn uống tới độ không dùng gì ngoài mấy thứ đồ uống. Không bao giờ người tôi hết sốt và cơn sốt càng tăng lên trong
những khi chữa trị. Dường như có một ngọn lửa rực cháy đang thiêu hủy tôi từ bên trong. Các bắp thịt của tôi bắt đầu co rút lại. Cơn đau trở nên dữ dội, tới mức không thể chịu đựng nổi. Lòng tôi buồn sầu tới độ không lúc nào nghỉ ngơi được. Tóm lại, phương pháp chữa trị này chẳng để lại gì nơi tôi ngoài những hơi thở tàn tạ đó. Khi cha Teresa đưa chị về nhà ở Avila vào mùa hè năm 1537, thì đó là lúc sự sụp đổ của dòng họ Cepeda đã ăn vào ngôi nhà kiên cố của ông. Teresa ước ao chích quách cho xong để được giải thoát khỏi những giày vò đau đớn. Chị xin cha mời linh mục đến để chị xưng tội. Vì thương con một cách dị đoan, tên Alonso từ chối, bởi cho rằng xưng tội để chuẩn bị chết như thế là rước cái chết tới. Không được hưởng niềm an ủi cuối cùng do bí tích hòa giải mang lại, Teresa rơi vào tình trạng kích động mãnh liệt đến nỗi cả xác lẫn hồn không thể chịu đựng lâu được. Ngay trong đêm đó, chị bị hành hạ khủng khiếp mà trước giờ chưa bao giờ bị. Từ những cơn co giật, chị rơi vào trạng thái điên cuồng. Chị nổi điên cả với chính mình, lấy móng tay cào cấu vào da thịt, la hét đau đớn, cắn lưỡi. Tiếng cười tử thần dường như bỗng chốc phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của chị, rồi chị cứ tiếp tục bị hành hạ như thế, cho tới khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, nằm lạnh ngắt và bất động như thể rốt cuộc cơn đau đã rời chị. Lại một đêm và một ngày trôi qua, nhưng vẫn không thấy chút dấu hiệu nào là còn sự sống trong cái thân xác mệt nhoài đó. Các bác sĩ tìm cách bắt mạch, nhưng không tìm ra mạch. Bàn tay chị đã trở nên băng giá như chết. Chiếc gương họ đặt trước miệng chị vẫn không mờ đi do hơi thở. Cuối cùng, họ kết luận, con gái ông chết rồi. Và theo họ, trường hợp này coi như đã xong. Thế nhưng Alonso vẫn la lên như người mất trí. Không, con tôi chưa chết. Thiên Chúa không thể phạt ông nghiêm khắc như thế. Rồi đêm thứ hai trôi qua, Teresa vẫn chưa hồi tỉnh. Đã đến lúc phải chuẩn bị an táng thôi. Phải tắm rửa thân thể chị, phải lấy ráp, quấn lại, phải thắp đèn lên, bên phải, bên trái và phía đầu quan tài. Hai nữ tu ở tu viện nhập thể được mời tới cầu nguyện và canh thức. Sáng hôm sau, các nữ tu đào huyệt cho Teresa tại nghĩa trang của tu viện. Ở nhà nguyện, người ta đã cử hành thanh lễ cầu nguyện cho linh hồn người quá cố, và các nữ tu đã hát những thánh ca an táng trọng thể. Đến chiều, bà bề trên tu viện tới nhà ông Alonso để lãnh xác Teresa về nhà dòng. Thế nhưng ông một mực từ chối, không chịu cho bỏ thi hài con gái mình vào quan tài. Thân xác chị sắp sửa được đem đi chôn, mà ông vẫn một mực la rằng, con gái tôi chưa chết. Đau khổ và phiền muộn dường như đã làm ông mất trí. Bà bề trên đành chịu và quay về. Đêm hôm sau, nghĩa là đêm thứ ba kể từ khi chị bị ngất đi, đến lượt cậu em chị ngồi canh thức, khoảng gần sáng cậu ta ngủ thiếp đi, rồi khi tỉnh dậy cậu giật mình nhìn quan tài đang bốc lửa. Một ngọn nến cháy gần hết và lửa rơi xuống trúng tấm vải liệm. Cậu hốt hoảng gọi gia nhân vào và họ đã dập tắt được ngọn lửa. Thế là Teresa đã được cứu khỏi bị thiêu chết. Một ngày rưỡi trôi qua, huyệt của Teresa đã sẵn sàng ở nghĩa trang tu viện. Mọi sự chuẩn bị cho lễ an táng đã xong xuôi. Các nữ tu bực mình vì sự chậm trễ. Rồi một lần nữa, bà bề trên đích thân tới nhà Alonso để xin cái xác đã thuộc về nhà dòng. Bà xăm xăm đi vào phòng quàng xác và hết sức kinh ngạc khi thấy Teresa, kẻ mà bà nghĩ là đã chết và sửa soạn đêm chôn, đang trầm tĩnh ngồi trên áo quan của mình. Trên nắp quan tài, chị vẫn còn đọng lại những vết sáp chảy từ những cây nến đã cháy, nhưng chị đang nói chuyện với ông Alonso bằng một giọng hết sức rõ ràng và tự nhiên. Nài nỉ ông để chị được xưng tội. Dường như chị muốn nói hết những câu mà cơn bệnh đã cắt dở, làm như thể không có 4 ngày nằm bất động vừa qua. Bà bề trên đã tính đến để đòi thi hài một nữ tu của bà.
thế nhưng bây giờ bà chẳng thể làm gì hơn là chiều theo ước nguyện của người vừa về lại với cuộc sống. Bà vội vàng đi mời cha giải tội đến. Sau khi xưng tội và lãnh nhận bí tích, Teresa cảm thấy an ủi trong lòng. Tuy nhiên, chị vẫn còn yếu sức lắm. Trong cuốn tự thuật, chị đã mô tả sống động những hậu quả tai hại mà cơn bệnh vừa rồi đã gây ra. Sau 4 ngày ấy, những ngày hoàn toàn vô cảm giác, tôi kiệt sức đến nỗi chỉ có Chúa mới biết tôi đau đớn tới mức nào. Lưỡi tôi đã bị cắn nát ra, cổ họng tôi như bị nghẹn lại vì đã không ăn uống gì trong mấy ngày qua, thậm chí vì yếu quá. Tôi không thể nuốt lấy một giọt nước. Các khớp xương như lỏng ra, đầu óc vô cùng lộn xộn, người tôi cong lại như con sâu róm, tay chân và đầu không thể cử động được. Nếu không có ai đỡ giúp, thì tôi chẳng hơn gì là tôi đã chết. Tôi nghĩ rằng lúc đó mình chỉ nhúc nhích được một ngón tay phải. Còn nếu ai đụng vào người tôi đau đớn vì khắp người tôi chỗ nào cũng bầm tím, chịu không nổi, người ta phải đẩy tôi vào một tấm vải, mỗi người cầm một đầu và khiêng đi. Chính trong những ngày đó, thể theo ước nguyện của chị được đưa lại vào tu viện đúng ngày Chủ nhật lễ lá năm 1537. Chị kể lại, ở đó người ta đã đón nhận một người mà ai cũng nghĩ là đã chết. Thân thể người ấy còn tệ hơn một xác chết nữa. Không thể nào tả hết sự yếu đuối của tôi. Tôi chỉ còn nắm da bọc xương. Suốt 8 tháng sau đó, Teresa nằm ở trạm xá của tu viện, hoàn toàn tê liệt và bị các cơn đau hành hạ liên tục. Cuối cùng, sau khi cơn đau giảm bớt, sau khi chị đã gượng dậy được để lê lết quanh phòng, chị được đưa trả về phòng riêng. Nơi đây chị sống thêm 3 năm nữa trong tình trạng tê bại từng phần và tiếp tục bị những cơn đau hành hạ. Không có dấu hiệu gì là sức khỏe chị sẽ khá hơn. Suốt 3 năm đó, chị đã sống như một người tàn phế. Rốt cuộc, Teresa đã tự giải thoát mình khỏi tầm khống chế đang suy giảm của chứng bệnh. Tuy nhiên, ngay cả lúc này, chị vẫn phải chịu đựng đủ thứ đau nhức, mệt mỏi. Chị viết, dạ dày tôi yếu đến nỗi suốt 20 năm trời, tôi không thể giữ được gì trong bụng cho đến xế chiều. Thật hiếm có những giây phút tôi không bị những cơn đau đủ loại hành hạ. Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hờ. Các y sĩ ngày nay có thể đổ lỗi cho nền y học lạc hậu thời Trung Cổ, khi nghe các đồng nghiệp của mình vào thế kỷ thứ 16 cho rằng chứng bệnh của Teresa là một màu nhiệm, không giải thích được. Vào thời đó, các bác sĩ không hiểu chính xác lắm về cơ cấu con người. Họ không biết gì về các học môn, không có dụng cụ để đo những tần sóng trong óc, máy ghi niệm tâm đồ hay máy chụp bằng tia X, máy ghi nhận việc trao đổi các chất trong cơ thể, tất cả các phương tiện chẩn bệnh khác có thể giúp y học hiện đại tìm ra những căn bệnh kín đáo nhất. Tuy nhiên, cho dù giả như không có phương tiện nào trên đây tạo được hiệu quả mong muốn cho một ca bệnh như của Teresa, y học ngày nay vẫn không chịu thua. Bởi vì hễ khi nào không tìm được một nguyên nhân về thể lực, thì các bác sĩ sẽ chuyển ca bệnh đó sang khoa tâm thần. Khoa này có thể tìm ra nguyên nhân của cơn bệnh, nơi những xáo trộn về tâm lý. Trong các hồ sơ bệnh lý ở bệnh viện tâm thần ngày nay, rất nhiều ca bệnh là hậu quả của những tình trạng bị kích động tâm lý đã tạo ra những thay đổi về chức năng và về cơ cấu trong các mô tế bào và các bộ phận của thân thể. Khoa học ngày nay sẽ tóm tắt những triệu chứng của Teresa
đại khái như sau. Những sự co quắp của chị là do sự co rút làm tăng sức khỏe. Các bắp thịt bị cứng ngắc là một dạng của bệnh uốn ván. Cảm giác nghẹn họng hay khó nuốt là chứng Colbert hystericus. Những cơn đau không thể chịu nổi là dấu hiệu của bệnh hyperesthesia. Những cơn ngất xỉu thường xuyên là do những xáo trộn thần kinh trong hệ thống tuần hoàn, và cơn bệnh nói chung của chị kéo dài từ hồi dậy thì cho tới lúc trưởng thành là một ví dụ cổ điển cho những rối loạn tâm sinh lý có thể có nơi các phụ nữ từ khi dậy thì cho tới khi tắc kinh. Các bác sĩ có thể không đồng ý với nhau rằng ca bệnh của Teresa thuộc về chứng hysteria cuồng loạn hay là chứng hysterico epilepsy động kinh cuồng loạn. Tuy nhiên, phương pháp điều trị cũng đã có sẵn, chữa bằng nước lạnh với các thứ thuốc có chất lumino và dilatin, cộng thêm việc phân tích tâm lý nữa. Tuy nhiên, công việc phân tích bệnh lý vất vả trên đây sẽ không đánh trúng mục tiêu, vì nó mới chỉ nêu ra tên bệnh, chứ chưa định được hiện tượng nằm sau chứng bệnh ấy. Đây là một điều nằm ngoài lĩnh vực y học. Một điều rất rõ trong cuộc đời Thánh Teresa là có sự tùy thuộc lẫn nhau giữa bệnh tật và sức sáng tạo. Đây là một trong những ca không thể dựa vào bệnh tật để giải thích mọi sự. Hiện tượng bệnh lý chỉ làm tăng thêm sự kỳ lạ nơi chị. Chỉ đọc hồ sơ bệnh lý của Teresa thôi thì không đủ để xác định bản chất của chị, cũng như khi đọc các hồ sơ bệnh lý để giải thích sự vĩ đại của Thánh Paulo, Luther, Mohammed hay Dostoevsky. Một bác sĩ có tiếng hiện nay, bác sĩ Carl Ludwig Schlick, một người nổi tiếng không phải chỉ vì những thành quả đánh dấu một kỷ nguyên mới trong khoa tâm bệnh, mà còn vì những khám phá của ông về việc gây mê ở cuộc sống, là một trong những nhà khoa học hiếm hoi hiện nay nhìn nhận rằng những thuật ngữ y học không thể lượng định đúng những hiện tượng núp đằng sau những triệu chứng của bệnh hysteria cuồng loạn. Theo ông, hysteria chỉ là một biểu hiện tượng trưng cho một cái gì đó có một bản chất không quan sát được. Đó là chứng bệnh cho biết rằng tinh thần nơi người ấy đã làm chủ vật chất. Tinh thần đang tìm cách tạo ra một cơ cấu theo hình ảnh của nó. Ở tận gốc của hiện tượng quen gọi là hysteria, có một hệ thống tư tưởng được hình thành trong tâm trí, nhưng lại tác động trên thân xác. Ta chỉ có thể hiểu bản chất thật của bệnh này dựa trên nguyên lý siêu hình có mặt trong hết mọi thụ tạo. Thế giới muôn màu muôn vẻ đã được dựng nên theo một ý tưởng nào đó. Đó là điều có thể quan sát thấy nơi bệnh hysteria. Nếu có một kính hiển vi cực mạnh đủ sức giúp ta nghiên cứu sự sống và sự tăng trưởng trong thiên nhiên cách sâu sát hơn khi quan sát bằng mắt trần và bằng cái quen gọi là lương tri lành mạnh. Nếu khảo sát kỹ lưỡng bệnh tình của Teresa, ta sẽ thấy rõ rằng có một nguyên lý cao hơn đang hoạt động trong chứng bệnh đó, và hoạt động mạnh tới mức bệnh tật và sự thánh thiện thỉnh thoảng lại xuất hiện, chẳng khác chi hai mặt của cùng một thực tại, cùng có sức sáng tạo như nhau. Tiểu sử của Teresa là một dạng hết sức đặc biệt của một cuộc sống thánh thiện, trong đó đau khổ trở thành phương tiện của sự vĩ đại, bệnh tật trở thành chìa khóa của sự thánh thiện. Những cơn đau xé nát da thịt đã không cho chị hưởng thụ cuộc sống trần tục và hướng tư tưởng của chị vào niềm hoan lạc trên trời, mà ý chí riêng của chị càng bị mất đi trong những cơn bất tỉnh, ý chí đó càng sẵn sàng để cho ý muốn siêu việt của Thiên Chúa hướng dẫn. Tuy nhiên, bệnh tật không chỉ đóng vai trò tẩy rửa và đổi đời nơi Teresa, nó còn làm cho giác quan và toàn bộ thân thể của chị trở nên dễ tiếp thu, nhạy cảm và sẵn sàng đi vào những kinh nghiệm siêu giác quan nhiều hơn. Bệnh tật đã chọc thủng tuyến phòng thủ của thân xác, và nhờ đó những sức lực cao hơn có thể xâm nhập vào. Chị viết, đôi khi tôi chợt có cảm giác về sự hiện diện của Thiên Chúa một cách bất ngờ đến nỗi tôi không thể hồ nghi hoặc Ngài đang ở trong tôi, hoặc tôi hoàn toàn bị Ngài hút lấy. Cảm giác ấy càng ngày càng trở thành sức mạnh quyết định trong cuộc đời Teresa, và cuối cùng
kết tinh thành trạng thái say mê ngay nhất, mà không thụ tạo nào có thể dùng những phương thế tự nhiên của mình để đạt tới. Bởi vì trạng thái này nằm ngoài phạm vi của giác quan. Khi sống trong tình trạng đó, Teresa thấy được những điều mà tai phàm không thể nghe và hiểu được, những điều mà trí khôn con người không thể nào dò thấu được. Trong cuốn Lâu Đài Nội Tâm, Teresa trình bày về sự kiện ấy như sau. Người ta cảm thấy như hoàn toàn được đưa sang một miền đất khác, hoàn toàn không giống gì với miền đất chúng ta đang sống. Vì nơi đó có một tia sáng được chiếu lên hoàn toàn khác lạ, đến nỗi nếu trong cuộc đời này người ta cố gắng mô tả nó trong tất cả vẻ đẹp của nó, thì ở thế giới kia không ai có thể làm chuyện đó được. Trong nháy mắt, trí khôn ta học được nhiều điều tới độ, nếu có để bao nhiêu năm cho trí tưởng tượng và trí khôn liệt kê ra tất cả những điều ấy, chúng cũng không thể liệt kê được hơn một phần ngàn con số đó. Teresa còn mô tả những cơn ngây ngất đó như sau. Trong thời gian ấy, dường như có một chuyến bay lên cao đã diễn ra trong tâm hồn. Chuyến bay đó đi nhanh bằng tốc độ của một viên đạn bắn ra từ khi súng. Thỉnh thoảng những sức lực nội tâm được ban cho khả năng khuất phục mọi thứ, linh hồn được phú cho khả năng chế ngự thân xác. Trời cao làm chủ mặt đất tới độ mọi quy luật của thiên nhiên như phải ngưng lại. Trái đất như mất tính hấp dẫn, thân xác như được nâng cao khỏi mặt đất và bay lên trời. Những biến cố phi thường trong tâm hồn ấy được kèm theo bởi những sự kiện lạ lùng trong thân xác, sự bay bổng trong thân xác đi kèm theo sự xuất thần trong linh hồn. Mọi sự diễn ra ở đây không nằm trong phạm vi của tự nhiên. Thế giới vật chất như dừng lại ở chỗ này. Thời gian biến thành vĩnh cửu, tự nhiên nhường bước cho siêu nhiên. Tuy nhiên tất cả vẫn đang diễn tiến trong không gian và thời gian của vũ trụ. Một nữ tu cát minh của thế kỷ 16, sống tại tu viện nhập thể Avila, đã được đưa lên trời, trong khi thân xác bay bồng trên mặt đất. Cái nghịch lý đã trở thành sự thật, cuộc sống con người đã trở thành cuộc sống thần linh, bệnh tật đã cung cấp những sức lực có thể kiểm nghiệm được. Bệnh tật là vực thẳm của khổ đau và chết chóc. Nhưng từ những vực thẳm đó, thiên nhiên đã nhảy vọt lên được tới cõi siêu nhiên. Khi bệnh tật đã làm đình chỉ mọi chức năng của sự sống, thì tạm thời một dạng sống mới xuất hiện. Đó là cuộc sống xuất thần được trang bị bằng những năng lực siêu nhiên. Khi mắt phàm đã mù lòa không thấy được ánh sáng vũ trụ, vì bệnh tật đã khép mí mắt người đó lại, thì một cặp mắt mới đã được mở ra có thể nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Khi bệnh tật đã làm điếc đôi tai của thân xác, thì linh hồn lại bắt đầu có khả năng nghe được những lời vô thanh của tạo hóa. Khi tình trạng bất tỉnh đã phủ màn che khả năng tri giác của con người, thì bỗng dưng bản chất sâu xa nhất của vạn vật lại được vén lên cho ta nhận thức. Khi lý trí bị vô hiệu hóa vì bệnh tật, thì lúc ấy mặc khải lại bắt đầu tiết lộ những sự thật vượt xa trí khôn. Khi con tim đã ngừng đập theo nhịp điệu của thế giới này, thì một con tim mới lại xuất hiện và đập theo nhịp của Thiên Chúa. Những lần lên cơn đột ngột, những lần di chuyển bất thần từ tình trạng sống sang chỗ chết, đã tập cho thân xác của Teresa quen với những cuộc di chuyển từ cuộc sống tự nhiên sang những cuộc xuất thần siêu nhiên, phục sinh từ cõi chết, một cách lạ vĩ đại, chết rồi sống ở cấp độ cao hơn. Tất cả những điều đó đã trở thành sự thật trong lịch sử. Từ những cái chết nhỏ của một nữ tu Tây Ban Nha đã khai sinh ra Teresa, vị thánh của những cơn xuất thần. Khi lên cơn bệnh lần đầu tiên, Teresa mới chỉ chừng 17 tuổi. Khi được xuất thần lần đầu, chị đã 43 tuổi. Chị đã trải qua vô số lần chết nhỏ trước khi chứng kiến bệnh tật kết tinh thành niềm hoan lạc siêu nhiên. Thank you.
suốt 25 năm, hầu như đau đớn khổ sở liên tục đó, chất thánh thiện của chị dường như chỉ là một tia chớp nhỏ lóe lên trong đêm tối vô tận. Ngay cả khi bừng cháy lên thành ngọn lửa cao, ánh sáng của nó vẫn còn giữ lại một lớp đen đùi như vết tích của một chứng bệnh. Những cuộc xuất thần của chị cũng mang những triệu chứng như những cơn bệnh quái ác kia, chỉ khác ở chỗ là chúng diễn ra trong địa hạt siêu nhiên thôi. Những báo cáo của các chứng nhân tận mắt, như của nữ tu lo phòng thánh ở Toledo, đều cho thấy rằng trong những cơn xuất thần, Teresa cũng không làm chủ được giác quan. Mạch của chị ngừng đập, hơi thở mất đi, toàn cơ thể cứng đi, không cử động, tay chân lạnh đi như đã chết. Cả đời chị hầu như gồm toàn những ngày đau khổ, những đêm nhức nhối bốc động như chết. Ban đầu chị chạy đi tìm sự giúp đỡ của con người trong cuộc chiến đấu chống lại bệnh tật ấy. Thế nhưng sau một thời gian, chị bỏ hết các bài thuốc của các bác sĩ, chỉ kệ vào vị thuốc của các thánh, không nhắm diệt trừ cơn bệnh cho bằng biết cách chịu đựng nó. Gương sáng của những người đau khổ trong Kinh Thánh, và hơn nữa, như lời giảng dạy của Đức Kitô trong Tin Mừng Matthew, ai không vác thập giá của mình mà bước theo ta, thì không đáng là môn đệ của ta, là những nguồn cổ vũ chị, làm cho những đau khổ của chị mất đi hẳn nọc độc và sức mạnh đe dọa. Chị đã nhận ra rằng những đau khổ đó nằm trong số phận của mình và đã khiêm tốn chấp nhận chúng. Mối nguy hiểm thật sự đáng kể trong cuộc đời Teresa không phải là trốn tránh trong phòng bệnh, mà là chạy trốn trong phòng thánh. Bước đường lên thánh của chị bị cản trở không phải là do những cơn đau nhức, mà do những trò giải trí thiêu khiển. Không phải khi bệnh, mà lúc bình phục chị mới gặp nguy hiểm. Vì lúc đó, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bắt chị phải đối diện với thế giới, một vấn đề quyết định.